quý vị và các bạn, tác động của đại dịch COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cổ phần chè Thanh Bình huyện Mường Khương cũng không nằm ngoài tác động ấy. Vượt qua khó khăn biến thách thức thành cơ hội bằng các giải pháp phù hợp, đơn vị này đã đảm bảo duy trì tốt hoạt động, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Xây dựng và phát triển vùng chè nguyên liệu ổn định, chất lượng cao để nâng cao giá trị của cây chè. Biên chế tổ chức lại các tổ đội sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường. Đây là những giải pháp được công ty cổ phần chè Thanh Bình thực hiện trong suốt thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó mà hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định. Giá chè thời điểm này trên thị trường xuất khẩu có xuống đôi chút, nhưng công ty vẫn cam kết thu mua, chế biến, bao tiêu sản phẩm đầy đủ cho người trồng chè. Đối với người trồng chè, tuy thời điểm này không được như trước, nhưng vẫn cho nguồn thu nhập cao hơn so với một số cây trồng khác. Còn với đồi chè là mình vẫn giữ nguyên. Vẫn giữ nguyên là mình vẫn thu nhập chè vẫn tốt hơn. Đấy. Còn những cây ngô thì bây giờ không có ai trồng mấy nữa. Đấy. Còn với cây ngô thì trồng cũng đủ cho gà, cho lợn ăn thôi. Đấy. Còn là cái cây chè thì vẫn cứ thu nhập đều thế. Chính ra là trồng cây chè nó thích hơn. Hiện công ty có vùng chè nguyên liệu tương đối lớn, tập trung tại 9 xã với gần 2.000 hộ tham gia và có 22 tổ đội sản xuất. Quy trình sản xuất chè được thực hiện theo hướng Việt Gáp, đủ tiêu chuẩn chế biến chè khô xuất khẩu tới các thị trường khó tính như Mỹ, Đài Loan và các nước Trung Đông. Hàng năm, sản lượng chè kinh doanh của công ty luôn đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Ngay như trong thời điểm khó khăn hiện nay, công ty vẫn duy trì đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tính đến hết tháng 7, công ty đã thu mua được trên 5.200 tấn chè búp tươi, sản xuất được 882 tấn chè búp khô, doanh thu đạt trên 39 tỷ đồng. Mọi chế độ chính sách đối với người lao động, người trồng chè đều được công ty cổ phần chè Thanh Bình đảm bảo thực hiện đúng quy định. Thế thì vấn đề là phải xác định là doanh nghiệp ấy là phải đầu tàu để kéo coi như là cái vùng nguyên liệu. Và để kéo được thì vấn đề không phải là năm nay công ty chè Thanh Bình mới làm, mà công ty chè Thanh Bình đã làm 20 năm nay rồi. Vùng nguyên liệu chè Mường Khương ổn định và phát triển trong 20 năm nay rồi. Thế thì vấn đề ở chỗ ấy, là chúng tôi phải luôn luôn xác định ấy, là không lấy mục đích là lợi nhuận của công ty làm đầu, mà lấy xác định là ổn định phát triển của vùng nguyên liệu làm tiêu chí cơ bản. Thậm chí có những khó khăn thì có những năm ấy chúng tôi phải xác định coi chỉ cần hòa vốn thôi, nhưng phải giữ được cái giá nguyên liệu cho bà con ổn định, thì cái việc đó thì có mới giữ được vùng nguyên liệu. Với hướng đi cách làm phù hợp, công ty cổ phần chè Thanh Bình đã góp phần đưa cây chè là một trong những loại cây chủ lực bền vững trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở huyện Mường Khương. Đây cũng chính là điều kiện để huyện Mường Khương tiếp tục khai thác lợi thế, mở rộng vùng chè nguyên liệu, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới ở các xã trong vùng nguyên liệu.